Arsenal đã tiến bộ quá nhiều ở mùa giải năm nay, nhưng giờ đây họ mới gặp Manchester City tại ngoại hạng Anh. Pháo thủ đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng, hơn Man City 3 điểm và đá ít hơn một trận. Không nói quá, cuộc chạm trán tới đây tại sân Emirates sẽ là tập đầu tiên của trận chung kết giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Pháo thủ đang tìm cách tránh trận đấu thứ 3 liên tiếp không thắng, trong khi The Citizen có thể đánh bật những người Bắc London khỏi vị trí dẫn đầu nếu họ giành được điểm số tối đa ở thủ đô. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng với cả cộng Sport phân tích và nhận định trước trận đấu được chờ đợi nhất kể từ đầu mùa, Arsenal tiếp đón Man City. Arsenal vẫn dẫn đầu bất chấp hai vòng liên tiếp không thắng, nhưng những kết quả vừa qua khiến cho những fan của pháo thủ bắt đầu lo lắng. Nếu như trận thua trước Everton có thể chấp nhận trong ngày mà cả đội chơi kém, thì trận hòa trước Brentford quả thực là một kết quả không may của pháo thủ. Ở trận đấu ấy, đội bóng của Arteta trở thành nạn nhân của một lỗi nghiêm trọng từ VAR sau khi các trọng tài trong phòng điều khiển không phát hiện ra Ethan Pinnock hoặc Christian Nodgaard mắc lỗi việt vị, để rồi sau đó đã công nhận bàn thắng ấn định tỷ số 1 đều của Brentford. Dù trưởng ban trọng tài đã lên tiếng xin lỗi, nhưng pháo thủ vẫn phải lãnh nhận hậu quả do những sai sót kể trên. Bỏ qua những kết quả đáng quên đó, đội bóng Bắc London phải nhanh chóng trở lại ngay lập tức để có thể mơ về chức vô địch ngoại hạng Anh sau 19 năm chờ đợi. Arsenal chắc chắn sẽ dựa nhiều vào sức trẻ và đội hình ổn định để nghĩ về kết quả tốt trước Man City. Pháo thủ có độ tuổi trung bình đội hình xuất phát trẻ nhất ở ngoại hạng Anh mùa giải này với 24 tuổi 250 ngày. Arsenal đã giữ nguyên đội hình xuất phát trong 6 trận Premier League. Đoàn quân của Mikel Arteta cũng chỉ mới thực hiện 14 lần thay đổi đội hình xuất phát trong mùa giải này, ít hơn bất kỳ đội nào khác 9 lần. Điều đó cũng có nghĩa Arsenal có tới 7 cầu thủ đá chính mọi trận ngoại hạng Anh mùa này, bao gồm Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Saka, Martinelli. Ngoài ra, đội chủ sân Emirates cũng đã chơi rất hay trong những lần gặp Big Six mùa này. Họ đã giành được 15 trên 18 điểm tối đa. Chuỗi phong độ thăng hoa giai đoạn trước đã giúp cho Arsenal ngồi trên đỉnh Premier League kể từ tháng 11, nhưng khoảng cách 8 điểm trước đây của họ giờ đã bị rút ngắn xuống chỉ còn 3 điểm. Arsenal đã đánh rơi 7 điểm trong 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh sau khi chỉ đánh rơi 5 điểm sau 16 trận mở màn. Cả 3 bàn thua gần nhất của pháo thủ đều đến từ những tình huống cố định. Giờ đây, trước trận bất bại trên sân nhà của Arsenal sẽ bị nhà đương kim vô địch thử thách. Man City kém 8 điểm so với cùng giai đoạn mùa trước, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola đang có dấu hiệu trở lại. Man City đã thắng 3 trong 4 trận tại ngoại hạng Anh gần nhất, ghi được 3 bàn thắng trở lên trong các trận đấu. Sau khi bị Premier League cáo buộc vi phạm hơn 100 quy tắc tài chính và đối mặt với khả năng bị truy tố chưa từng có, bao gồm trừ điểm hoặc đuổi khỏi giải đấu, Man City đã đáp trả một cách đầy thách thức bằng chiến thắng 3-1 trước Aston Villa trên sân Etihad vào cuối tuần qua. Huấn luyện viên Pep Guardiola hẳn rất tự hào với các học trò của mình sau chiến thắng nói trên, nhất là trong bối cảnh những vấn đề bên ngoài sân cỏ đang ảnh hưởng tới nhiều các cầu thủ. Ông thầy người Tây Ban Nha đã chính thức cán mốc 250 trận dẫn dắt Man City tại ngoại hạng Anh và trở thành chiến lược gia có nhiều trận thắng nhất ở cột mốc trên với 184 trận thắng. Nhưng phong độ của Man City trên sân khách ở mùa giải này đang không được như ý muốn. Họ chỉ thắng được 6 trong số 14 trận sân khách ở mọi giải đấu. Nhà đương kim vô địch sẽ hành quân đến Emirates sau khi đã để thua 2 trận sân khách gần nhất trước các đối thủ là Manchester United và Spurs. Tuy nhiên, trên sân của Arsenal thì có thể mọi chuyện sẽ khác bởi Man City luôn rất có duyên trong những lần đối đầu với pháo thủ. Những con số thống kê chỉ ra rằng 10 lần chạm trán gần nhất tại ngoại hạng Anh, Man City đều thắng Arsenal. Nửa xanh thành Manchester ghi tới 26 bàn và chỉ để thủng lưới có 3 bàn mà thôi. Trận thua gần nhất của Man City trước Arsenal tại ngoại hạng Anh đã diễn ra từ tháng 12 năm 2015 với tỷ số là 2-1. Khi ấy, huấn luyện viên của pháo thủ là Arsene Wenger, còn Pellegrini là huấn luyện viên của Man City. Nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh cũng chơi rất hay trên sân của Arsenal. Ở 6 chuyến hành quân đến thủ đô gần nhất, Man City đều thắng và họ đang hướng tới trở thành đội đầu tiên đánh bại Arsenal 7 trận liên tiếp trên sân của pháo thủ. Nếu như có được 3 điểm ở trận đấu tới, Man City sẽ lần đầu tiên đứng đầu Premier League kể từ ngày 5 tháng 11. Ngoài kết quả mang tính quyết định đến cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh mùa này, trận đấu giữa Arsenal và Man City còn chứng kiến Mikel Arteta đối đầu với Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo. Chắc hẳn cũng chẳng cần phải nhắc nhiều, thì nhiều người cũng đã biết rằng trước đây, Arteta là trợ lý đắc lực của Pep Guardiola ở Manchester City. Kể từ ngày rời nửa xanh thành Manchester, Arteta đã tiến bộ hơn rất nhiều. Phong cách huấn luyện của Arteta có nhiều điểm tương đồng với Pep, nhưng đâu đó vẫn có những nét riêng trở thành điểm nhấn khác biệt để ông đưa Arsenal bay cao. Kể từ khi đến với Arsenal, Arteta đã thua Pep 7 trên 8 lần đối đầu gần nhất trên tất cả mọi đấu trường. Nếu tính riêng tại ngoại hạng Anh, Arteta đã thua cả 5 lần gặp Guardiola. Điều đó cũng có nghĩa rằng Man City là đội bóng duy nhất ở Premier League mà Arteta không thể đánh bại kể từ khi tiếp quản sân Emirates. Ở vào thời điểm này, Arteta đang có nhiều điều kiện ủng hộ hơn so với trước đây để có thể lần đầu tiên đánh bại Pep Guardiola cũng như Manchester City tại ngoại hạng Anh.
về mặt lực lượng, Gabriel Jesus của Arsenal đã tăng cường hồi phục sau chấn thương đầu gối, nhưng cựu tiền đạo của Man City vẫn còn vài tuần nữa mới có thể trở lại đội một, trong khi Mohamed Elneny sẽ phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải sau khi trải qua ca phẫu thuật đầu gối tháng trước. Emile Smith Rowe và Rhys Nelson đã có thể tập luyện trở lại, nhưng Arteta tuyên bố rằng cặp đôi này vẫn chưa sẵn sàng đóng góp cho đội một. Về phần Man City, John Stones ngồi ngoài đến hết tháng này vì chấn thương gân khuèo, trong khi vua phá lưới Premier League cho đến hiện tại, Erling Haaland bỏ ngỏ khả năng thi đấu sau khi phải rời sân sớm ở trận gặp Aston Villa. Nếu Haaland vắng mặt trong đội hình chính, có thể Julian Alvarez sẽ được chọn để sát cánh cùng với Mahrez và Jack Grealish trên mặt trận tấn công. Có Haaland hay không có Haaland, thì siêu máy tính của Opta vẫn dự đoán vào một chiến thắng của Man City trước Arsenal. Giành chiến thắng ngay tại sân Emirates sẽ giúp cho đoàn quân của Pep Guardiola vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn hiệu số bàn thắng bại và đá nhiều hơn một trận. Có một thống kê chỉ ra rằng, 22 trận gần nhất tại Premier League mà Man City chơi vào thứ tư, họ đã thắng. Đó là chuỗi trận thắng dài nhất vào một ngày cụ thể trong tuần của lịch sử giải đấu. Có lẽ đó thực sự là lý do tại sao mà nó mang lại cho Man City gần 50% cơ hội giành chiến thắng trên sân Emirates theo dự đoán của Opta. Còn cơ hội giành chiến thắng của Arsenal theo dự đoán chỉ là 24% mà thôi. Đây sẽ là lần gặp nhau đầu tiên của Arsenal và Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng trước đó thì hai đội đã đối đầu nhau tại Cúp FA và Man City đã thắng 1-0. Liệu lần này thì Arsenal có thể trả nợ thành công để vững vàng trên đỉnh bảng hay không? Hay Man City sẽ bắt kịp đối thủ và trở lại mạnh mẽ trên con đường bảo vệ ngôi vương? Các bạn dự đoán như thế nào về trận đấu này? Hãy để lại comment và cùng nhau trao đổi nhé! Còn bây giờ, các cộng sport xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại!